Không cần spa, thứ da mộc hoàng này cũng khiến da bật trắng tới vài tông. Kiên trì với ngày cứu, chị em phụ nữ sẽ sở hữu làn da mịn màng, trắng đẹp tự nhiên và không còn ám ảnh làn da cháy nắng. Ngày cứu không chỉ là vị thuốc tốt cho sức khỏe, mà ngày cứu còn mang trong mình rất nhiều công dụng làm đẹp. Chắc hẳn nhiều chị em đã biết đến công dụng giảm béo, trị dặn da, trị nám, trị sẹo, lão hóa từ ngày cứu. Một công dụng hiệu quả nữa mà chị em khi áp dụng từ ngày cứu sẽ giúp mang lại làn da tươi trẻ và đẹp không tì vết. Đó là công dụng làm trắng da và tái sinh khi bị sạm đen, tổn thương do nắng nóng. Cách làm trắng da mặt bằng nước ngải cứu. Cách 1. Rửa mặt với nước ngải cứu. Cần chuẩn bị lá ngải cứu khô, sau đó đem nấu thật kỹ với nước. Sau đó lọc lấy nước để rửa mặt. Rửa mặt hàng ngày 2 lần sáng và tối và không cần rửa lại với nước sạch. Để thuận tiện tránh mất thời gian, các nàng có thể nấu sẵn và bảo quản trong tủ lạnh dùng dần. Nếu da bạn bị nám, bạn cũng có thể mát da mặt cùng nước ngải cứu trong khi rửa mặt. Những vết nám sẽ mờ dần và mất hẳn theo thời gian. Bạn sẽ nhanh chóng thấy da mặt mịn màng và sáng trắng chỉ sau một tuần thực hiện liên tục. Cách 2. Đắp mặt nạ ngải cứu. Cách này thực hiện rất đơn giản. Chỉ cần lấy lá ngải cứu rồi giã hoặc xay nhuyễn, sau đó đắp lên mặt khoảng 20-30 phút trước khi đi ngủ. Ngải cứu sẽ giúp bạn loại bỏ các hắc tố làm sạm đen da và lấy đi bụi bẩn, tẩy da chết và chất nhờn. Đắp ngải cứu mỗi ngày sẽ giúp da được tái sinh và trắng sáng tự nhiên, lỗ chân lông được thu nhỏ. Đây còn là phương pháp giúp trẻ hóa da hiệu quả. Đặc biệt với những người bị mụn trứng cá, đắp mặt nạ đều đặn sẽ mau hết mụn và có một làn da trắng hồng mịn màng. Cách làm trắng da toàn thân với nước ngải cứu. Chuẩn bị một bó lá ngải cứu, vải thô lọc bã, một ấm đun nước. Cách làm ngải cứu, nhặt sạch bỏ lá vàng và gốc, rửa sạch cho vào ấm và cho một lượng nước vừa phải đun thật kỹ. Lúc nào ngải cứu chín nhừ thì tắt bếp để nguội, sau đó dùng vải thô lọc bỏ bã và lấy phần nước trong, không có cặn. Sử dụng đều đặn hàng ngày sau khi tắm xong bằng cách bôi một lớp mỏng nước ngải cứu đã đun để nguội lên toàn thân, sau đó massage nhẹ nhàng từ 5-10 phút và tắm lại thật sạch bằng nước ấm. Sau đó có thể thoa thêm nước hoa hồng hoặc kem dưỡng ẩm để giữ ẩm cho da. Với công thức này, bạn có thể sử dụng hàng ngày để đem lại hiệu quả tốt nhất. Để đem lại kết quả tốt nhất, nếu lượng nước ngải cứu còn dư thừa, có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh để sử dụng cho lần sau. Tác dụng, theo đông y, ngải cứu có tính hàn, có khả năng làm mát da, cải thiện quá trình trao đổi chất trên da, giúp giải bỏ độc tố, chất bẩn trên da, giúp da sạch khỏe, kháng khuẩn, ngăn ngừa hình thành và phát triển mụn. Ngoài ra là ngải cứu còn giúp tuần hoàn máu, giữ ẩm cho da, giúp da mịn màng, trắng hồng.